Xin kính chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Sau cái vụ cháy chung cư gây hậu quả nghiêm trọng tại Hà Nội thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp chặt chẽ với từng quận, từng huyện và thành phố Thủ Đức để mà tổ chức rà soát, kiểm tra lại đối với các loại hình nhà ở xây dựng không có giấy phép, sai giấy phép, trong đó là có xây dựng biến tướng chung cư mini. Và trong suốt thời gian qua thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra rà soát hơn 10.000 chung cư mini, nhà trọ trên toàn thành phố, và bước đầu cũng đã phát hiện và xử lý 1.541 cái cơ sở vi phạm với tổng tiền phạt lên đến là 2,4 tỷ đồng, đình chỉ tới 3 cơ sở và tạm đình chỉ là 3 cơ sở. Và cũng cho thấy rằng là cái sự quyết liệt của thành phố Hồ Chí Minh về những cái vi phạm chung cư mini về phòng cháy chữa cháy. Và bên cạnh đó thì thành phố Hồ Chí Minh cũng kiểm tra xử lý đối với các loại hình xây dựng không phép, sai phép, trong đó là xây dựng biến tướng chung cư mini rất là nhiều. Và mình cũng sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện của một người bạn của mình làm tại ngân hàng. Ở vài tháng trước á, là bạn đó có mua một cái bất động sản ở quận 6. Nhà thì một trệt một lầu, nhà thì cũng nhỏ thôi, nhà khoảng tầm là 28m² thôi, chưa được 30m². Và trong cái thời điểm hiện nay thì việc mà bạn đó tìm được những cái căn nhà ngộp, trong khi bạn đó chính là nhân viên làm trong ngân hàng luôn, thì là một cái việc cũng cực kỳ là đơn giản đối với những cái nhân viên trong ngân hàng. Đây là một cái lợi thế ha. Và chính vì thế cho nên bạn ấy lựa được một cái bất động sản giá rất là rẻ, đang ngộp. Và hiện tại thì giao dịch mua bán rất là nhanh chóng, thương lượng thì cũng được một cái mức giá cực kỳ rẻ. Và thật sự ra là giao dịch trong thời gian này thì là bên mua sẽ được hưởng lợi hơn rất là nhiều so với bên bán về cái việc là thương lượng giá cả. Và việc mua bán cũng diễn ra rất là nhanh chóng thôi. Lúc mua thì bạn đó cũng biết rằng là cái tầng 1 á, cái tầng 1 của căn nhà đó là hiện tại đang xây lệch so với cái giấy phép, có nghĩa là sai so với giấy phép do là bên bán họ cơi nới thêm. Và các bạn này cũng cứ đinh ninh rằng là sẽ lo được dựa vào các mối quan hệ của mình. Bạn đó cũng có đã hỏi những người đi trước rồi, những anh em đi trước rồi, những người đã mua trước đó rồi, là mọi việc cũng bình thường thôi, cũng dễ xử lý, cho nên là bạn ấy cũng không có để ý lắm về cái điểm này. Thế là sau cái đợt siết vừa rồi, cái đợt mà rà soát vừa rồi, không ngờ rằng là thành phố Hồ Chí Minh lại mạnh tay như vậy. Tất cả các hồ sơ mua bán bị phòng tài nguyên môi trường trả về vì lý do là công trình xây dựng sai phép, do là cơi nới không đúng kết cấu so với ban đầu. Vì chủ trước đó, họ ngăn thêm phòng để họ cho thuê cái căn nhà đó, cũng vì cái giá rẻ và đang cho thuê có thu nhập thụ động luôn, khoảng 6 triệu trên một tháng, nên anh bạn này mới mua, tại vì rõ ràng là nó có thêm được một cái dòng tiền nữa, mua xong là có được dòng tiền về túi ngay luôn. Và bây giờ thì đã ra công chứng xong hết rồi, giao hết tiền cho bên bán rồi, giao hết 90% luôn rồi đó, vay nợ thêm ngân hàng nữa để mà mua cái bất động sản này. Lãi thì bây giờ thì đã vay rồi thì vẫn phải trả. Nhưng mà cái nhà hiện tại là không ở được, do là phòng tài nguyên môi trường bắt là phải đập ra để mà trả lại hiện trạng cũ ban đầu, để rồi có một cái đội họ xuống họ đo vẽ lại, họ kiểm tra lại, sau đó họ xác minh, chụp ảnh rồi mới được tiếp tục là sang tên. Cho nên là bạn ấy bị vướng ở một cái khâu như thế này. Và bây giờ rõ ràng là cái nhà đó buộc phải đập cái phần cơi nới đó đi, buộc phải ngưng cho thuê phòng trọ, và hiện tại thì là không có thu nhập thụ động luôn, tại vì phải dời hết những người ở trọ trong đó ra mới đập được căn nhà đó ra, đập đi cái phần mà cơi nới đó. Và rồi bây giờ nè, bạn ấy phải tốn thêm một đống tiền để mà xây lại nữa, trong khi hồ sơ thì đi qua công chứng hết rồi, đi lên phòng tài nguyên luôn rồi mà trả về thì bây giờ chưa sang tên được cho mình, bây giờ là phải xây xong mới có thể sang tên được. Đó, bây giờ là khổ đủ đường luôn. Mua nhà để ở và cho thuê nhưng mà không ở được vì phải đập ra, không cho thuê được luôn và thu nhập cũng không có luôn. Giờ nợ ngân hàng thì vẫn phải trả. Một cái vướng mắc mà hiện tại tiêu biểu luôn trong việc mua bán bất động sản, đặc biệt là đối với các bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Và hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang rất là gắt cái khâu xây dựng,
vấn đề này nó không phải là mới ha. Từ trước nó cũng đã có rồi, nhưng mà từ lúc trước á là còn lo được, bộ phận xác minh địa chính họ đi xuống họ xem và họ chụp hình á thì cũng có thể là họ ngó lơ qua, họ cho qua luôn. Do là chủ nhà có những cái khoản ABC XYZ gì đó là lo được, cho nên là các cán bộ địa chính họ có thể là bỏ qua cho và họ thực hiện sang tên bình thường. Tuy nhiên thì hiện nay thì nó rất là khác rồi. Cái cách quản lý của nhà nước mình cũng nó đã khác xưa rồi. Mình cũng có nghe nói ở đâu đó một số quận á, là các cán bộ bây giờ còn phải là luân phiên nhau thay đổi vị trí định kỳ nữa kìa. Không có cho làm việc duy nhất tại một vùng, mà cứ định kỳ 6 tháng là sẽ thay đổi vị trí một lần. Chính vì thế nó cũng hạn chế bớt cái tình trạng là bỏ lơ qua những cái sai phạm liên quan tới xây dựng này. Và cũng không biết là thông tin này có thật hay không, nhưng mà nếu được như vậy thì nó quá tốt đi. Sẽ quản lý được rất là chặt chẽ, tốt hơn các tình trạng là xây dựng trái phép, cơi nới hoặc là phù phép hô biến trá hình thành những cái chung cư mini gây nguy hiểm như là những cái vụ việc đáng tiếc vừa rồi mới xảy ra. Và qua cái câu chuyện trên thì Bất Động Sản Thường Ngày cũng xin gửi đến một cái thông điệp dành cho những ai đang có dự định mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi mình mua thì mình phải tìm hiểu thật là kỹ và mình tìm hiểu các yếu tố liên quan tới cái bất động sản đó. Và đặc biệt đừng quên kiểm tra cái hiện trạng của cái căn nhà mình định mua, xem thử là nó có thay đổi gì so với cái giấy phép không nha. Nếu mà nó có khác biệt gì thì mình cũng phải ràng buộc cái trách nhiệm của bên bán vào để mà xử lý những cái rủi ro có thể sẽ xảy ra. Và hơn hết là để kiểm tra kỹ thì các bạn cần nhờ địa chính của địa phương xuống kiểm tra trước đi, để rồi mình mới tiến hành mua bán nhằm giảm thiểu đi cái rủi ro có thể xảy ra khi mà mình mua bán nha. Cũng một cái câu nói quen thuộc mình cũng đã nói ở những video trước đây rồi, thời điểm hiện nay hàng thơm có rất là nhiều, tuy nhiên đừng tin bất cứ bố con thằng nào hết. Tiền mình mất là không ai chịu trách nhiệm được đâu, chỉ mình chịu mà thôi. Nên là tất cả mình phải tự kiểm tra, nâng cao những cái kỹ năng của mình cũng như là những cái kiến thức của mình trong giao dịch bất động sản để mà an toàn hơn trong giao dịch cũng như là mua bán bất động sản trong thời gian này. Thế nên mình muốn nhấn mạnh cái vấn đề ở trong cái clip này, đó là khi các bạn mua bất động sản trong thời điểm này, cái việc mà bạn tìm được một bất động sản giá rẻ là nó không hề khó, rất là dễ tìm trong thời gian này luôn. Những cái căn nhà ngộp, những cái bất động sản đang ngộp ngân hàng. Tuy nhiên cái việc kiểm tra những cái rủi ro xung quanh đó mới là điều khó khăn, mới là cái điều quan trọng mình cần quan tâm tới. Bây giờ thì hàng rẻ nhiều lắm, mình tha hồ lựa chọn, nhưng mà nó có an toàn hay không mới là một điều đáng để quan tâm tới. Thế cho nên hãy cân nhắc thật là kỹ, tìm hiểu thật kỹ. Nếu không biết hoặc là đang vướng mắc những cái vấn đề gì liên quan tới việc giao dịch, hay là mình có những cái uẩn khúc gì thì mình nên giải đáp ngay và luôn. Đừng có để là nước đến chân rồi mới nhảy như cái câu chuyện ở trên. Bây giờ cái bạn này là nhân viên ngân hàng, bạn chỉ có biết những cái nghiệp vụ liên quan tới ngân hàng mà thôi. Còn những cái sau đó, những cái kết cấu, những cái công trình xây dựng thì bạn chỉ có nghe qua thôi, cho nên là bạn cũng ngó lơ qua, không có để ý tới. Thế nên thì bây giờ mới khó khăn đây. Tiền thì mình đi vay ngân hàng rồi, mình đi vay ngân hàng rồi mình nợ ngân hàng rồi, mình phải trả cái tiền lãi cho ngân hàng, trong khi là bất động sản nó chưa được chuyển tên qua cho mình. Bây giờ cái căn nhà đó cũng không được ở luôn, buộc phải là mua nhà xong rồi giờ phải ở trọ đó. Rồi giờ những cái căn nhà như vậy là không có nguồn thu, và có thể là sẽ mất thêm nhiều, rất là nhiều chi phí nữa để mà sang tên được cho mình. Bây giờ là bút xa rồi, bút xa gà chết. Cho nên á, lỡ theo lao rồi phải phóng theo lao luôn. Và nhiều khi là tổng các chi phí mà làm ra tên, sang tên được cho bên mua, đến khi mà sang tên được thì nhiều khi cái chi phí nó còn cao hơn là cái giá của thị trường hiện tại nữa. Thế nên là mua nhà rẻ trở thành là mua nhà mắc luôn. Cho nên là những cái điểm này các bạn cần lưu ý, và lưu ý thật kỹ đối với bất động sản ở nơi đâu cũng vậy, và đặc biệt là bây giờ bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đang rất là gắt gao cái khâu xây dựng này nha.
Và cái video ngày hôm nay thì mình xin tóm gọn như thế thôi, nó đơn giản như vậy thôi. Thì mình muốn gửi đến quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn một cái thông tin để mà mình cập nhật trong việc giao dịch mua bán bất động sản trở nên an toàn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo. We'll be right back.